Đồng Hương. Như quý vị đã biết, cơn bão số 9 đã cuồng nổ đổ ập vào miền Trung. Đồng bào ở 6 tỉnh dọc theo duyên hải đã bị tàn phá vô cùng nặng nề, nhà cửa bị hủy sập, mùa màng bị hư hại, tài sản bị ngập chìm dưới làn nước lũ. Đồng bào miền Trung, như quý vị đã biết, trời hành cơn lụt mỗi năm khiến đau thương tuôn tràn. Hàng năm đã chịu những cơn tàn phá nặng nề của thiên nhiên, không những một mà đến 3-4 cơn bão lụt mỗi năm. Năm nay cơn bão số 9 quá tàn khốc, đã để lại trên mảnh đất tai ương miền Trung những thiệt hại mà chắc chắn sẽ còn lâu mới hồi phục được. Máu chảy thì ruột mềm, đứng trước cảnh những cụ già không có cơm ăn, những em bé đói lạnh không có áo mặc, và cũng để xoa dịu được phần nào những thống khổ đó, một ủy ban cứu trợ bão lụt miền Trung gồm các hội tương tế cố đô Huế, hội ái hữu đồng hương Vinh Nghệ An Hà Tĩnh, hội ái hữu đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, hội ái hữu đồng hương Quảng Ngãi, hội ái hữu đồng hương Quảng Trị để được thành lập để tổ chức những cuộc quyên tiền giúp đỡ đồng bào đang vượt qua nạn đói. Sống như mùa mưa nặng thùng, sao sắc liều tay yêu anh có bao giờ bao giờ hết muôn tràn quê miền Trung tôi kiếp yêu tàn cho ta phúc ta đoàn ngày vui. Tôi nhận thấy các hội đoàn đã phân chia các tình nguyện viên đến các chợ tại Hiêu Tinh để quyên tiền. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, những công việc cao đẹp này đã cho chúng ta thấy là cho dù sống ở nơi đâu, khắp mọi nơi trên thế giới, mọi người vẫn luôn luôn hướng về quê mẹ, về quê hương Việt Nam, nơi mà những đồng bào kém may mắn của chúng ta đang bị thiệt thòi chịu đựng qua những tai ương liên tiếp đã xảy ra. Quê mẹ hiền, ôi lắm nỗi trung chuyên, lòng con trẻ xí người đau ghê lắm. Song song với những hoạt động xin tiền tại các chợ, một cuộc đi bộ được tổ chức tại khu Sài Gòn Hilton Plaza lúc 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa ngày Chủ nhật 25 tháng 10 năm 2009 có sự tham gia đông đảo đầy nhiệt tình của đồng hương tại thành phố Hilton. Các tổ chức tôn giáo, các hội đoàn, trường học, các cơ quan truyền thông, báo chí cũng như những nhân vật dân cử. Mời quý vị theo dõi qua những clip video sau đây. Tiếp theo là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến
những tấm gương sáng của các chiến sĩ vô danh đã thà chết vinh hơn sống nhục cho chính nghĩa tự do. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu trong cô đơn, phải trở về trong đoạn này và bị bức tử cùng vận mệnh đất nước. Và sau cùng là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến vong linh của các đồng bào vô tội đã đi tìm sự sống trong cái chết căng đàn vượt biển, vượt biên xa lánh chế độ bạo tàn. Và những người Việt lưu vong đã gửi thân xác lại nơi xứ người. Nguyện cầu hồn thiêng sông núi, các anh hùng, anh thư, vị quốc vong thân, xin phù trợ các diều đàn con lưu vong sớm tiến đến ngày quan phục quê hương. Chân thành cảm ơn các anh chị em đã đến đây làm công tác thiện nguyện và giúp đỡ cho buổi đi bộ.